Sáng ngày 25 tháng 3, tại thành phố Hải Phòng diễn ra hội thảo hoàn thiện mô hình công đoàn ngành xuyên suốt hướng tới thí điểm đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn theo chuyên ngành, tạo sự liên kết đồng bộ, cơ cấu lại hoạt động công đoàn ngành theo hướng tập trung, xuyên suốt, hiệu quả các ý kiến đã tập trung thể hiện nguyện vọng mong muốn làm rõ nét mô hình hoạt động chuyên ngành để phát huy vai trò gắn kết chuyên môn với hoạt động công đoàn mục tiêu chính vẫn là chăm lo đoàn viên và bảo đảm mục đích chính đáng của người lao động đoàn viên trong tổ chức công đoàn đồng thời tổ chức công đoàn nào cũng mong muốn thực hiện vai trò tuyên truyền giáo dục đoàn viên người lao động chấp hành chính sách pháp luật của đảng và nhà nước cũng như làm tốt chuyên môn ở mỗi vị trí của mình nhằm tạo điều kiện cho người lao động thủ đô tìm kiếm việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động. Mới đây, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã tổ chức Ngày hội Tư vấn Việc làm quận Hoàn Kiếm năm 2023. Tham gia phiên giao dịch việc làm có 28 đơn vị doanh nghiệp cơ sở dạy nghề với trên 2.000 chỉ tiêu tuyển dụng. Các vị trí việc làm đa dạng ngành nghề như nhân viên kỹ thuật, nhân viên bán hàng, nhân viên kế toán, thu ngân, nhân viên dịch vụ khách hàng, kinh doanh, kỹ sư, kỹ thuật viên. Mức lương cho người lao động giao động từ 7 đến 15 triệu đồng một tháng. Đây là cơ hội thuận lợi cho doanh nghiệp tuyển chọn được các ứng viên phù hợp, bảo đảm nguồn nhân lực sản xuất kinh doanh, từng bước phục hồi các hoạt động dục của doanh nghiệp cũng như sự phát triển kinh tế của thủ đô. Trong ngày 25 và ngày 26 tháng 3 tại tỉnh Thái Nguyên diễn ra ngày hội giới thiệu kết nối tiêu thụ nông sản an toàn cho phụ nữ, nữ thanh niên vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Ngày hội giới thiệu kết nối tiêu thụ nông sản an toàn cho phụ nữ, nữ thanh niên vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 là hoạt động nằm trong kế hoạch thực hiện dự án 8 giai đoạn 2021-2025 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tại ngày hội, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức như tuyên dương nữ thanh niên tiêu biểu và sinh viên năm tốt gia quân hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, tổ chức giải đi bộ những bước chân vì cộng đồng, tuyên truyền chuyển đổi số, ngày hội sáng tạo sinh viên và thanh niên, các trò chơi dân gian, đặc biệt ngày hội còn có sự tham gia của 56 gian hàng đại diện hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp, mô hình khởi nghiệp của phụ nữ và thanh niên đến từ 9 trên 9 huyện thành phố trong tỉnh. Sau hơn 5 năm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp, tỉnh Quảng Nam đã có 148 dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh, 25 dự án cấp vùng, cấp quốc gia và hơn 40 mạng lưới hợp tác xã liên kết khởi nghiệp. Đặc biệt, các địa phương tập trung nhiều hơn vào tính chất bản địa, vùng miền để tạo ra sản phẩm mang tính đặc thù riêng biệt tỉnh Quảng Nam đã ban hành nhiều cơ chế chính sách sát với tình hình thực tế để hỗ trợ từng cá nhân tập thể xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đồng thời các địa phương, ngân hàng cũng ưu tiên hỗ trợ vốn vay ưu đãi để doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu khoa học, áp dụng công nghệ, phát triển sản phẩm ô cốp bảo đảm chất lượng nhằm đáp ứng được các yêu cầu của từng thị trường khó tính. Hồ Kết, một thanh niên quyết tật người khùa vừa được vinh danh trong chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2022. Hồ Kết là tấm gương thanh niên người dân tộc thiểu số tiêu biểu vượt qua nghịch cảnh tật nguyền để vươn lên, giữ gìn và phát huy nghề truyền thống của bản làng biên giới. Sinh ra vốn không lành lặn, năm 17 tuổi, trong một lần đi đốt giấy, anh Hồ Kết tại xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, không may bị ngã vào lửa, toàn thân bị bỏng nặng và trở thành người tàn tật. Mặc dù đi đứng khó khăn, nhưng đôi tay của anh vẫn bền bỉ, đan lát mây tre, để tạo ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ hoàn hảo. Tôi biết mình không được may mắn lành lặn như nhiều thanh niên khác, nhưng với sự nỗ lực cố gắng của bản thân để học hỏi kiếm một cái nghề mưu sinh. Đến nay, nghề đan lát của tôi đã đem lại thu nhập ổn định cho gia đình, vừa giúp bà con đồng bào ở đây lưu giữ nghề truyền thống. Năm 2013, thông qua Hội vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình, Hồ Kết tham gia học nghề mây chế đàn và vào làm việc một công ty tại thành phố Đồng Hới. Nhưng với mức thu nhập chỉ 4 triệu đồng một tháng, không đủ trang trải cuộc sống, anh quyết định nghỉ việc, trở về quê, để vừa làm vừa dạy bà con nghề mây che đàn, phát huy nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Dù khi tật nhưng mà đồng chí luôn cố gắng, tiêu khó trong làm ăn về kinh tế, là theo đoàn trả là quá tuyệt vời. Đồng chí Hồ Kết cũng tập cho một số bà con, mà làm theo giống như đồng chí, nhất là những người đoàn viên, không có việc làm. Đồng Chí Kết á, là một người vượt lên chính mình, mà vượt từ cái nghèo thành một đoàn viên ưu tú. Bằng nghị lực và ý chí vượt lên hoàn cảnh tật nguyền, Hồ Kết Vinh Dự là một trong 50 thanh niên khuyết tật tiêu biểu của cả nước, được Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam ghi nhận, tặng bằng khen. Đến nay, thông qua bạn bè và mạng xã hội, những sản phẩm của anh dần được ưa chuộng và tiêu thụ rộng rãi, nhờ đó đã giúp anh vừa ổn định cuộc sống lại vừa giữ gìn và phát huy được nghề truyền thống nơi bản làng biên giới